Mình đang có đây cái sản phẩm là Qi Luna Pro, ngay ở cái hộp các bạn có thể thấy thì đây là sản phẩm đánh dấu cái sự trở lại của Qi, trước đó là Qi Mobile. Hôm nay thì liệu rằng sau một thời gian dài trở lại cái sân chơi smartphone Việt thì cái sản phẩm này nó có cái gì nổi bật, mời các bạn cùng theo dõi. Đây, cho các bạn nhìn qua cái hộp của mình thì ở đây thì sẽ có ghi một số những cái thông tin nổi bật. Thì chiếc máy này chủ yếu nó đánh mạnh vào cái thiết kế sang trọng. Rồi, mình sẽ mở nó ra. Đây, ngay từ đầu tiên các bạn có thể thấy đây là một chiếc máy có thiết kế rất là đẹp. Đó, ngay từ mặt đầu các bạn thấy nó quen quen đúng không? Tại vì mình cũng thấy nó rất là quen thuộc. Đây, toàn bộ cái phụ kiện bên trong nó được sắp xếp rất là gọn gàng. Thì mình sẽ giới thiệu trước. Đây là cái mình sẽ đặt chiếc máy này ra một nơi khác. Rồi, ok. Đây là cái cục sạc. Đó, nó đi theo nguyên bộ luôn. Có chữ Luna Pro, que chọt SIM, dây cáp USB. Đó, mình sẽ đặt ra một bên. Và một cái tai nghe. Phụ kiện nó cũng như những cái chiếc điện thoại khác, ngoài ra nó có cái ốp dẻo để chúng ta bảo vệ nó. Rồi, thì mình không nói nhiều nữa và mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc Luna Pro. Thì đây, sản phẩm của chúng ta. Wow. Đầu tiên là nó có cái thiết kế nguyên khối. Mặt trước mặt sau nguyên khối. Thì cái mặt lưng nó có hai cái dải anten. Phía trên chúng ta tìm thấy một cái camera 13 chấm, cái đèn flash hai tông màu logo Qi, ở dưới là Luna Pro. Rồi, các bạn nhìn nội thất ở bên dưới nó có, à đặc biệt là nó có trang bị USB Type-C nha các bạn. Cái thiết bị giá rẻ nhưng mình đã đề ở cái tiêu đề là nó có 5 triệu nhưng mà nó có trang bị USB Type-C, một cái thiết kế rất là đẹp. Đó, hai bên là những đường diamond cắt, ở bên cạnh phải là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng, phía trên là jack cắm tai nghe. Ở bên cạnh này chúng ta sẽ có cái que SIM, cái khe để mà chúng ta chọn SIM. Rồi, bên dưới là hai cái loa cân đối, nhưng mà chắc chắn nó chỉ có một cái loa và một cái để loa giảm mic cho nó đồng bộ. Ở cái mặt trước Qi Luna Pro chúng ta có thể thấy một cái màn hình. Đó, mình đã thiết lập sẵn cái khóa để mở vân tay, tại vì ngoài cái thiết kế đẹp thì nó còn trang bị cái cảm biến vân tay một chạm. Mình sẽ test luôn cho các bạn thấy. Ok, tốc độ mở rất là nhanh, giống như những cái chiếc máy khác cùng cái phân khúc này. Rồi, đây là giao diện bên trong. Nói qua một chút về thông số. Nó nhấn mạnh vào cái thiết kế đẹp và nó nhấn vào cái cảm biến vân tay một chạm. Cái thứ hai là nó có cái cổng kết nối USB Type-C. Ngoài ra thì cái cấu hình của nó cũng thuộc dạng là trung bình. Có nghĩa là nó dùng chip MediaTek, nó có 2 GB RAM. Thì thông tin về cái sản phẩm này mình sẽ để cái đường link cho các bạn, tiện các bạn bấm vào các bạn theo dõi. Đó, cho các bạn chiêm nghiệm thêm một chút về chiếc máy. Thì nhìn chung là nó cho cái cảm giác cầm nắm cũng rất là tốt. Thì cái mức độ hoàn thiện của nó ở cái mức gọi là khá chứ chưa gọi thực sự xuất sắc. Vì cái tầm giá tiền này nó chỉ ở khoảng là 5 triệu. Với 5 triệu chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhôm nguyên khối. Một cái viền màn hình làm cong 2.5D. Đó, một cái cảm biến vân tay. Tốc độ mở khóa rất là nhanh. Một cái cổng USB Type-C. Rồi, chi tiết thì các bạn có thể xem trong cái link mà mình để ở bên dưới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những cái video sau. Cảm ơn các bạn.